cũng đã là một kiện tướng trong giải vật toàn quốc cũng như các trận thi đấu ở SEA Games. Tôi xin trân trọng giới thiệu trong khuôn khổ lèo số 51, ông Đô Nguyễn Văn Hậu, mặc con em mang đai đỏ, gặp ông Đô Hoàng Mạnh Tuấn, mặc con xanh mang đai xanh. Xin mời ông Đô vào giữa sới nghe trọng tài chính xe này. Xăng sau nhấc bổng Odo